Vâng, các bạn đã quay trở lại với channel của Chiến Tài Mobile. Lại là mình đây, Hùng 20G đây. Và đây mình đang có một chiếc tai nghe Remark 2 Wireless 5, một trong những chiếc tai nghe rất ngon ở trong phân khúc giá 650.000. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu video nhé. Đây là Remark TWS5 và đây là hộp của nó. Thì trước khi bắt đầu video, mình sẽ cho các bạn xem qua phần vỏ hộp của chiếc Remark TWS5 này nhé. Thì với những chiếc tai nghe True Wireless đến từ Remark thì mình thấy là cách đóng hộp của nó rất là cao cấp so với tầm tiền chỉ là hơn 600.000 tại Chiến Tài Mobile. Và phía trước các bạn sẽ có dòng chữ là TWS5, tên sản phẩm cũng như là logo Remark và hình ảnh sản phẩm chúng ta. Mặt sau thì các bạn sẽ có những thông số kỹ thuật cơ bản của nó được show hết ở đây. Và các bạn sẽ có 3 phiên bản màu sắc, đó chính là màu đen, màu trắng cũng như là màu hơi nâu nâu xanh xanh một chút. Và khi mở ra thì với chiếc Remark TWS5 này thì mình thấy rằng nó rất là cao cấp. Phía trên các bạn sẽ có ở đây là một cái thư chào của Remark được làm từ giấy như kiểu là giấy thấm dầu vậy. Đấy. Và phía dưới thì các bạn sẽ có trên cùng là một chiếc True Wireless TWS5 thì mình đã bỏ ra rồi. Và nó sẽ nằm ở đây. Phía dưới thì các bạn sẽ có 12 nút tai thay thế và cộng thêm là hai nút tai đang có trên hai phần housing thì nó là 14 nút tai thay thế. Rất rất nhiều trong phân khúc giá chỉ hơn 600.000 thôi. Ở trong phân khúc giá hơn 600.000 thì các bạn có thể thấy rằng là với những chiếc tai nghe các bạn chỉ có được tầm 2-3 cặp nút tai thôi. Còn với chiếc Remark True Wireless này thì nó lên đến là 7 nút tai các bạn ạ. Rất là nhiều. Và phía dưới thì các bạn sẽ có ở đây, đó chính là một cái cáp sạc được đựng trong cái hộp rất là cao cấp. Và dưới cái hộp này thì các bạn sẽ còn có là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng được viết bằng tiếng Anh cũng như tiếng Trung. Và lưu ý rằng với những chiếc tai nghe True Wireless thì anh em nên giữ lại cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này, tại vì rất nhiều thứ anh em sẽ cần đến nó. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với sản phẩm chính, đó chính là chiếc Remark TWS5. Và cảm giác đầu tiên của mình khi nhìn vào phần vỏ case của chiếc Remark TWS5 này là nó cực kỳ nhỏ gọn, chỉ tầm bằng hai ngón tay của mình thôi. Và cách thiết kế vỏ case này thì nó sẽ tương tự như là Redmi AirDot, tương tự như là Heizhou TT1 hay là tương tự như phần cổ W1. Phía trên các bạn sẽ có dòng chữ là Remark Joy Anyway Anytime, tức nghĩa là cuộc sống cái gì đấy. Và cạnh trái, cạnh phải, cạnh trên, cạnh và cạnh dưới thì các bạn sẽ có cho mình là một cổng sạc micro USB đây. Và chi mà trong tầm giá này thì Remark trang bị cho mình một cổng Type-C nữa thì tốt biết mấy, tại vì đa số smartphone bây giờ thì nó đã được trang bị cổng Type-C hết rồi. Khi mở ra thì với lại chiếc Remark True Wireless 5 này, mình thấy rằng nó thực sự khác biệt so với những chiếc tai nghe True Wireless khác. Với những chiếc tai nghe True Wireless khác thì nó sẽ được làm từ bản lề, còn với chiếc Remark True Wireless 5 này đấy, các bạn chỉ mở ra thôi và cái phần nắp chúng ta sẽ được hít bằng nam châm khá là chắc chắn đây đó. Và không bao giờ các bạn có thể rớt được phần tai nghe ở bên trong ra, nhưng mà thực sự thì mình cũng không an tâm khi sử dụng cái nắp bằng nam châm này lắm. Và có một cái điều bất tiện, đó chính là cái phần nắp bằng nam châm này thì nó chỉ có phần nam châm ở nắp thôi, còn cái phần housing chúng ta thì nó sẽ được không trang bị nam châm. Mình thấy đây là một trong những điểm trừ lớn nhất của chiếc tai nghe Remark TWS5 này. Và khi các bạn dốc ngược xuống này, nó đều rơi cả hai tay ra. Nhưng mà đương nhiên rồi, chả có ai dại mà tự nhiên mở nắp ra mà dốc ngược nó xuống cả. Chính vậy thì các bạn cũng có một phần nào yên tâm trong quá trình sử dụng là các bạn sẽ không bao giờ bị rơi ra nếu như các bạn đậy nắp nhá. Và bên trong thì đương nhiên rồi, các bạn sẽ có ở đây là tai nghe trái và tai nghe phải L và R, là vị trí của hai phần đựng housing của chúng ta. Đó, cả hai phần housing của chúng ta thì đều có hai chân sạc ở đây. Nói chung là phần vỏ case này thì mình không có nhiều điểm để nói. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần housing, chính là cái phần mà nhiều các bạn quan tâm nhất. Thì phần housing của chiếc Remark TWS5 là một trong những phần housing mình thấy rất là đặc biệt. Như các bạn đã thấy thì với những chiếc housing tai nghe True Wireless đang có trên thị trường thì nó thiết kế hai dạng, một là dạng nhất tai, hai là dạng in-ear. Thì mình thấy rằng với chiếc tai nghe True Wireless đến từ Remark này thì nó vẫn có dạng nhất gai. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không có một cái phần nhô ra ở phía dưới hay là một cái phần lồi lên quá cao ở phía trên. Mà khi đã đeo cái phần housing này vào tai ấy, thì nó gần như là vừa khít với lại cái khuôn tai chúng ta. Và mình thấy rằng cảm giác đeo của chiếc tai nghe này rất tốt. Và lưu ý anh em là với chiếc tai nghe True Wireless TWS5 này thì các bạn nên chọn nút tai cho nó phù hợp nhé. Các bạn không nên để nút tai quá to. Tại vì sao? Tại vì khi các bạn nhét nút tai quá to vào tai thì nó sẽ dễ dàng bị rơi lắm. Nhưng mà khi mình thay cái nút tai nhỏ hơn thì cảm giác đeo bây giờ nó tốt hơn rất là nhiều. Và với chiếc tai nghe này thì nó cũng được hoàn thiện từ chất liệu là chính là nhựa PCI ABS thôi. Và các bạn sẽ có ở đây là một cái nút bấm ở phía trên sử dụng cảm ứng. Ngoài ra thì các bạn sẽ có ở đây là một cái phần mic thu ở phía trước. Cùng nhau mà sau thì các bạn sẽ có vị trí của chân sạc cũng như là mic phụ tiếp theo. Như vậy các bạn sẽ có hai mic giúp bản năng thu âm của nó sẽ trở nên tốt hơn. Và cuối cùng thì các bạn sẽ có vị trí của phần loa, phần khuếch đại âm thanh. Còn nói đến dung lượng pin thì với tai nghe Remark TWS5 các bạn sẽ có dung lượng pin là 30mAh cho mỗi bên tai và thời gian sử dụng liên tục của em nó lên đến là từ 2-3 giờ tùy vào nhu cầu của bạn sử dụng, ví dụ là nghe gọi hoặc là có thể là nghe nhạc. Và nếu như khi hết pin các bạn chỉ việc sạc lại với phần dock, và phần dock chúng ta chỉ mất tầm 30 phút để có thể sạc đầy cho hai chiếc tai nghe này. Và phần dock này các bạn sẽ có dung lượng pin là 200mAh, có thể sạc được đâu đó là 3 lần cho hai tai nghe cũng như là 6 lần cho mỗi bên tai nếu bạn nào muốn nghe một tai.
và cái phần đốc này có thể sạc đầy chỉ trong 1 giờ. Còn về khả năng kết nối cũng như đàm thoại của nó thì sao? Với khả năng kết nối thì với chiếc Remax 2WS5 này thì nó sẽ sử dụng cho mình công nghệ Bluetooth là 5.0 và cách kết nối cũng vô cùng là đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc rút tai nghe ra khỏi đốc, và khi rút ra khỏi đốc thì nó vẫn chưa khởi động đâu. Và các bạn phải ấn cả hai tai lên trong vòng 5 giây thì nó bắt đầu khởi động. Và sau khi khởi động xong thì các bạn có thể vào cài đặt Bluetooth và các bạn có thể kết nối với tai nghe Remax 2WS5R. Như vậy nó đã kết nối và sẵn sàng sử dụng. Còn về các khả năng đàm thoại thì mình thấy rằng tai nghe anh này cho khả năng đàm thoại khá tốt khi tiếng mic thu vào khá là ổn. Các bạn nói to thì nó sẽ nghe to và các bạn nói nhỏ thì nó sẽ nghe nhỏ. Và khi các bạn ở trong nhà thì mình thấy rằng khả năng đàm thoại của nó rất tốt. Còn ra ngoài đường thì các bạn có thể chạy bộ cũng có thể nghe điện thoại được. Tuy nhiên thì các bạn sẽ không thể nào chạy xe máy được, tại vì chạy xe máy thì cho dù các bạn sử dụng tai nghe xịn tới đâu nó vẫn nghe tiếng gió và không thể nào nghe được một cái chất âm nó tốt nhất. Có một cái điểm yếu trong phần đàm thoại đó chính là với chiếc Remax 2WS5 này thì nó chỉ hỗ trợ đàm thoại một bên tai thôi, và bên tai đàm thoại của nó là tay phải. Còn về khả năng sử dụng thì với chiếc Remax 2WS5 này, như mình đã nói thì nếu bạn nào muốn sử dụng được thì các bạn sẽ nhấc hai phần housing này ra khỏi phần vỏ cây và các bạn nhấn giữ 5 giây cả hai tai thì nó sẽ tự động bật và liên kết hai tai lại với nhau. Cách sử dụng của nó thì ra sao? Thì nó sẽ sử dụng như sau, là các bạn có thể tạm ngừng bài hát bằng cách là ấn một lần trên phần housing này, hoặc là các bạn muốn phát bài thì các bạn ấn thêm một lần. Còn nếu các bạn nào muốn chuyển bài hát thì các bạn nhấn giữ trong vòng 1 giây, hơn 1 giây một chút thì nó sẽ chuyển bài ở bên tay phải thì nó sẽ chuyển tới bài, còn bên tay trái thì nó sẽ chuyển quay trở lại bài trước. Và nếu như có cuộc gọi đến thì các bạn chỉ việc nhấn đúp 2 lần vào bên tay trái hoặc bên tay phải để nhận cuộc gọi. Còn nếu bạn từ chối thì bạn hãy nhấn giữ 2 giây nhé. Thì đó chính là cách sử dụng của chiếc tai nghe Remax 2WS5 này. Và bây giờ thì mình sẽ đến với phần chất âm. Và trước khi vào phần chất âm thì các bạn có thể xem lại mức giá của chiếc tai nghe Remax 2WS5 này là chỉ hơn 600k một chút. Và ở trong phân khúc giá này thì mình thấy rằng Remax 2WS5 là một trong những chiếc tai nghe có khả năng nghe nhạc tốt khi nó có đủ cả 3 giải bass, treble và mid cho khả năng nghe nhạc khá là ngon nghe trong phân khúc giá này. Tuy nhiên thì vẫn có một cái điểm yếu của những chiếc tai nghe True Wireless có mức giá rẻ, đó chính là giải bass của nó thì sẽ hơi bị kéo dài một chút. Tuy nhiên thì bass của nó vẫn rất là lực và cho các bạn cảm giác nghe nhạc khá là dễ chịu. Và có một cái điều nữa đó chính là giải mid của con này thì nó sẽ hơi đục nhẹ. Và nếu đánh giá trên thang điểm 10 thì mình thấy rằng là trong phân khúc giá này nó sẽ đạt tầm 8-9/10. Đó chính là trong phân khúc giá 600k thôi nhé. Rồi, đó chính là phần đánh giá của mình về chiếc tai nghe Remax 2WS5, một trong những chiếc tai nghe rất ngon ở trong phân khúc giá 650.000. Với chiếc tai nghe này thì nó sẽ phù hợp cho những đối tượng như sau. Các bạn thích nghe nhạc những bài hát EDM vì có bass nhiều này, các bạn có thể nghe được những bài hát bolero hoặc là những bài hát nhẹ nhàng cũng được, tại vì nó có đủ cả ba giải mà. Và nếu bạn nào muốn mua hàng sản phẩm này thì đừng quên click vào đường link ở phần mô tả video. Ở chiếm tài mobile đang có mức giá rất tốt, chỉ hơn 600.000 cho một chiếc tai nghe Remax 2WS như này, thì mình thấy đây là một trong những món hời cho bạn. Và đừng quên để lại cho mình một like nếu cảm thấy video này hay và hữu ích nhé. Bye bye.